Vâng, em Hiếu Minh mời các bác hãy đeo tai nghe và thực tế trực chiến ngoài trời. Hiếu Minh thể hiện $1.30 đánh đúng một đôi ngoài trời. Dòng này 3 đường tiếng nên là khi bác nghe và thu âm vào ấy thì bác thấy cái giải nó sẽ đều giải hơn, vì tất cả sự driver là bát, trung, chép nào đều được sản xuất tại Ý hết bác nhá. Đây là dòng loa Sika. Dụng driver là bát, chép, Sika thì vậy thì bác có được mua ở dòng bát Sika thì trên trường anh em mua giờ cũng rất là đắt đấy nhá, vì dòng nhập khẩu này. Đấy. Và hình cánh chim đây rất là đẹp luôn. Thì lô này em về nhưng mà quay có dịp này được các bác là ủng hộ, cũng như là mức giá rất hợp lý cho anh em chơi. Và điều quan trọng cái chất âm ở Hiếu Minh test ngoài trời $1 hay thì các bác biết đấy, test ngoài trời nó vẫn toát lên cái vẻ đẹp hay của nó. Còn những anh em có thể là chơi $1 bình thường, anh em phải về vào những cái phòng riêng hay một số dòng loa OEM các bác phải vào vòng cái phòng riêng và thiết kế tiêu âm đi, rồi tán âm đi thì mới cho ra giải hay được. Nếu mà những dòng loa OEM thông thường các bác mua những hàng mới bây giờ tầm chục hơn chục triệu bây giờ, những hàng OEM thường nếu test ngoài trời này thì không thể nghe được cái giải bát, cũng như giải chép nó không thể sáng và gọn như này được rồi. Đó điều chắc chắn rồi, nên bác xem trong clip thì clip mà rất nhiều cửa hàng người review là gần như là toàn là test trong một cái nhà và có tiêu âm riêng. Còn riêng đối loa bãi tại sao nó có đặc thù riêng của nó là mua mới những đôi này nó rất là đắt, đôi này nó rơi khoảng mua mới giá thì dao động khoảng 30 hơn 30, nhưng anh mua hàng bãi giá rất là êm, rẻ 60-70%. Và điều quan trọng Hùng ơi thể hiện cho anh đoạn ca khúc là bác nghe tiếng nhạc thôi đã rất là hay rồi, nhạc tí tách vẫn rất là giỏi, ba được tiếng cái riêng giải tép nó như giải chung lời đầy đặn đều giải, đánh có phải xốp thôi nhá, đánh có hai một cặp loa 30 thôi đã đủ phủ cho phương án rất là rộng. Bát là chắc lịch luôn, vẫn chắc nhưng mà rất là có lời, thêm lời chung lên cái nghe tiếng keng keng của cái là tép rõ hơn. Mùa xuân vừa đến, tiếng rất dày rất hay, không biết là thu được hay không, máy quay em biết quay bằng điện thoại thường rồi máy quay. Nguyện trong ngày tháng em đẹp như những sớm mai, vẫn nhấp nhăn chớ quen, vẫn trong tràn mắt em đang nhìn về anh. Hiếu Minh đi xa xa chút để bác xem độ phủ rồi nhá. Em cảm tưởng đi xa ấy là cái độ nghe nó càng độ trong. Một mình nắng lẻ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão sông, giữa hoang mang nắng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Những dòng loa mà ba được tiếng này khi các bác hát đi nó không bị mệt đâu nhá, vì nó đủ dài rồi, đều dài rồi, nên khi bác hát đi thì mà hát rất là nhàng, chỉ gọi là thở hơi cả là hát rất là hay rồi. Con đường anh đi rồi cũng đưa em về bên anh, như ai anh được sống giây phút đầu tiên, có em tầm đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Quá ok luôn, quá nghe không? Ở đây này em đang quay nhá, là Hiếu Minh đang test chân con văng, gọi là cơ lai số, nhưng bản chất nó là văng cơ thôi. Bởi đã nó đã hay này rồi, nếu mà xử lý trên một con văng số cao cấp nữa thì nó không biết thế nào nữa. Đây là một mic thông thường của TV. Và anh lại nhớ những giờ em đứng một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh, tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông, giữa hoang mang nắng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Ok được rồi Hùng ơi, em sẽ test thêm đoạn nhạc nữa bác cùng nghe nhá, nhạc không thôi. Em với mình test một đoạn nhạc có gọi là không có chép mấy mà nó cái giải bát ra bác cùng nghe nhá. Đánh một đôi ngoài trời bác nghe được bát.
em quay bên thu âm vào hồng gió bay lá quét xong này bay luôn. Đánh dòng loa ba đường tiếng này với không gian tầm 20, 25, 30, 35 mét vuông là không phải xuống đâu nhá, không phải xuống ạ, vì nó ba đường tiếng đều giải rồi. Bé cho bài 1.75 nào, cái bài nhạc có lời tí nào. Mây mù che núi cao, rừng sương che lối vào, đồng ruộng mênh mông nước, đêm đêm nằm đường ngăn bước mù, áo nhà bên hương linh lệnh thương quê, vì đời mà đi. Gió linh đón thay sắc về làm phân xanh, mà trận địa kỳ loang máu cười, đồng tham vắng bóng hồng hỏi tôi yêu ai. Ân tình theo gót chân bọn đi xa đánh trận, gặp gỡ trong cơn lóng xưng tao gọi mày thương quá gần, bốn vùng mang lưu nguyên. Đấy, bác nghe Độ Phủ rất là xa luôn. Vâng, Độ Phủ rất là xa luôn các bác nhá. Đấy, Độ Phủ rất là xa luôn anh nhá, các bác nhá. Đấy này, Độ Phủ cực kỳ xa luôn. Em test liền lúc 3 thể loại nhạc cộng với hát karaoke, bác nghe hết, tận dụng hết tính năng của loa. Một đôi loa hay dù em có test ngoài trời không đủ cái tính năng gọi tiêu âm, tán âm đi chăng nữa, nhưng cái giải âm nó ra đã ra hay thì nó có được cái phần nào đó rất là hay. Như bác xem nhiều kênh thì rất hiếm khi có kênh nào mà người ta quay đôi loa test ngoài trời như em cả, rất hiếm luôn, gần như không có. Vì đa số anh Minh bán đây là đã loa bay là loa xịn rồi, nên là cái giải âm nó ra cực kỳ tuyệt vời luôn. Chiều nào bơ vơ trên cánh, nhìn em đang ngây thơ dạo tóc hững hờ. Mạnh lại ngày tôi hay xa đó tìm kiếm, chỉ có mỗi riêng. Nghe nhạc tuyệt vời luôn. Những sông đá em hay đi qua, thì tôi đây đi ra chờ sẵn lâu rồi. Bóng dáng đó tôi hay theo sẵn, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Bóng dáng đó tôi hay theo sẵn, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Bóng dáng đó tôi. Đấy, như vừa nãy các bác nghe mời Hiếu Minh test trực chiến ngoài trời một đôi loa này thôi đấy, các bác thấy Độ Phủ nó như nào rồi. Thật sự luôn là quá tuyệt vời. Và điều quan trọng nữa là Hiếu Minh đang chào các bác giá rất là hợp lý. Trên trường đôi loa này đang bán mức giá loanh quanh đâu đó khoảng 10.500.000, 11 triệu. Và hôm nay Hiếu Minh khuyến mãi cho bác dịp Tết này với mức giá 9 triệu đồng. Điều chỉ có là em nuối tiếc là bây giờ không quay được sớm hơn để cho bác gửi bưu điện. Đấy. Nên là bán em quay clip này để trực tiếp phục vụ cho anh em ra Tết đặt hàng ưu đãi. Cũng như là những bác nào mua hàng trong dịp mấy ngày hôm nay. Đấy, phục vụ anh em cho các bác. Số lượng lô thì em về cái lô em chưa quay, nhưng hôm trước là cái lúc có hôm rảnh ấy là Hiếu Minh là cũng dọn rồi, lên dọn rồi, những cái lô là dọn rồi em quấn bản chít này, còn những cái lô chưa dọn này, lô loa này chỉ đợi ra Tết em quay nhá. Nghĩa là có những lô em chưa kịp quay được, có nhiều lô em chưa kịp quay, thì hôm nay em tiếp tục muốn là quay cho bác một lô loa ba đường tiếng, nó tuyệt quá. Cái tiếng bát ấy nó ra nó ấm, nó mềm, cái chung, cái giải chung lời nó rõ ràng sắc nét, và những giải chép nó sáng, rồi ngày sử chép là chép, nó thường hệ chép là chép kèn, kèn như kết chèn hỏa tiễn ấy, nên là cái độ phả nó rất là rộng. Khi em test ngoài trời bác nghe thực tế, độ phả rất là rộng luôn nhá.
Và đây thì Đôn Loa bé dành cho anh rồi. Quay trong nhà, trong kho này của em nó hơi tối tí, em xin phép là em quay một đoạn để cũng là khoe hàng về người thật việc thật. Đối với nhà Hiếu Minh ấy, em quay ấy là đa một tất cả những lô loa em về toàn là lô to, không có lô nào nhỏ cả. Lô nhỏ thì em cho vào vụ lô nhỏ là gì? Là được 2 3 đôi gì, 3 4 đôi em cho vào thanh lý hết. Bán lấy lộc cho anh em. Đây, còn hôm nay là lô to. Chỗ này em về là tổng cộng xít sát là 40 đôi. Đấy, con này công suất của nó đây. Em mua đen là con này thì chị trường anh em bán nhiều rồi nên bác check thoải mái. Check nó biết là nó ở đây muốn là cái check đây là check về giá cả không nhá. Đấy. Con này bắt 30 lên đấy là 600W, các bác thấy có khủng không? Ở lượng chở 4 ôm. Bác thấy con bắt 30 là khoảng 600W chưa? LK1203 nghĩa là 12 có cái bắt 30, 03 có cái 3 đường tiếng. Sơn sần, quay tối quá nhỉ. Dọn tay nắm này. Dòng này driver nó ống thoát thùng cân. Ống thoát hơi phía đằng trước. Xong dòng xuất Âu các nhá. Dụng 100% là bát chép chung là nhập khẩu Ý. Đấy. Và em cũng quay khoe bác số lượng hàng về đây và em xin phép là em sẽ bay xuống dưới em sẽ mở cho bác review nội thất chi tiết để có cùng xem nội thất ruột gan em nói thế nào. Đẹp lắm bạn, hình cánh rơi này, bát sao, căng sắt nhá, thùng cân, cả lô Hiếu Minh đây. Ngoài ra thì có rất nhiều lô khác thì cũng nhân dịp Tết đến xuân về thì cũng gửi lời chào, lời chúc đến toàn thể các bác anh em yêu văn thanh yêu mình Tổ quốc. Sang năm là luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc. Và cái thứ hai là cũng lên cho bác từ gần Tết thì em lên được thêm chắc 2-3 lô. Lô này thì một lô 2 lô nữa thôi. Chúng anh em là để săn hàng trong dịp Tết này thôi. Còn đâu cái khả năng Hiếu Minh phải ra Tết bắt đầu quay tiếp các lô tiếp theo. Vì là đợt này ý, là trong lòng đã ủ rất là lâu. Năm nay là bao nhiêu, với gần chục năm bán auto nên là cũng tích lũy là rất nhiều kinh nghiệm với nhập hàng. Ở đây là nhập dư để phục vụ bác một Tết, nhưng mà cái năng lực của mình, sức khỏe nó có hạn, quay nó chỉ được như này thôi, quay được tối đa được các clip lên liên tục thôi. Còn rất mong muốn là sang năm sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa. Để được như thế thì cứ rất mong sự ủng hộ của các bác để em cố gắng phát triển hơn, cũng như mở rộng quy mô, nhiều hệ thống hơn các bác nhá. Và bây giờ các bác cùng xem Hiếu Minh để review nội thất nhá. Vâng, và thì em Hiếu Minh đã bê xuống ở bên dưới đây để đủ ánh sáng quay review chi tiết cho bác nội thất Đôn Loa Sika. Thì đối với dòng Sika này thì đã quá quen thuộc bác, để bác xem một số kênh anh em đã review nhiều rồi. Thì đối dòng này nó sử dụng driver là bát chép và chung, được sản xuất tại Ý bác nhá. Made in Italia. Đấy, Sika. Bé nhất anh em. Bích từ nhíp trắng bác nhá, nhíp trắng này. Cái dòng này cái cho cái giải bát nó ra rất là hay, nó mềm. Đây, côn này, có nhìn côn này. Côn thậm, mà em nhìn cô thậm này em nhớ đến những dòng như là Fito, hay nhớ đến những dòng loa như là Offsetter, có kiểu cổ côn thậm đỏ này. Dâu mùi hoa này, cặp này, gập tiếp là bao nhiêu, như là hàn xong người ta sẽ gập bấm khuyên đây này, gập vào ấy nhá. Đấy, em quay zoom lên chi tiết cho bác nhé, rất đẹp luôn. Bát sử dụng bát là bát gân vải tẩm dầu 3 lớp các nhá, màng sần bát 30. Bên trong thì dùng driver phân tần rất là gấu luôn bạn, đối dòng Sika phân tần rất gấu. LK12303 phiên bản mặt phiên bản nhíp xanh. Nói chung bát 30 là phân bản chia 3 đường tiếng, nên bác nhìn này, đây chép này ghi chữ T này, chung ghi chữ M này. Đấy. Còn bát này ghi chữ V kép này, cái kép này. Và phân tần cực kỳ gấu luôn bác nhá. Rất là gấu luôn, toàn cực lớn và chở thứ cộng với là qua cuộn cảm lớn thôi. Thùng thường chế thiết kế thùng là thùng gỗ bạch dương. Thùng gỗ bạch dương thì nó cho chất âm, nó phản âm ra nó tiếng rất là hay, vì gỗ bạch dương ấy còn là độ chắc của thùng. Thì cái này đừng quấn. Nó có độ chắc nhá, vâng chắc. Thùng gỗ là thùng gỗ ván ép chống nước nhiều lớp, các bác quăng ngoài mưa, ngoài trời, ngoài nắng thoải mái. Cái điều quan trọng đối với loa này ý, là các bác hát ok thì có thể lo, em nghĩ là hay nếu mà phân khúc khoảng hơn chục triệu giật về thì không có đối thủ đối loa này, khẳng định luôn, tại vì nó có 3 đường tiếng. Như vậy thì 3 đường tiếng thì nó sẽ đỡ cho bác một, thứ nhất là một đôi loa trợ lời nữa, hoặc đỡ cho giải bát của phần súp, nên là 3 đường tiếng rất là quan trọng bác nhá. 3 đường tiếng khi bác nghe phần nhạc thôi, nghe nó có độ ấm, nó mềm, nó trong.
Đấy. Và nhất là sự chép của nó chép là chép kiểu chép đom hỏa tiễn các bạn nhá. Đấy. Chép còn lòi ra này. Đấy, chưa? Mũi kèn lòi ra dài rất là dài luôn. Củ chép của nó, mã chép của nó là 2105. Đấy nhá. 2105. Còn củ chung đây. Củ chung thì củ chung gọi là từ khoảng 14 hoặc 15 gì đấy. 14 hoặc 15 củ chung. Chung rất là lớn luôn. Chung bát tranh nhau không quá nhiều. Bát gọi bát từ 17 đúng nhá. Bát từ 7. Chung khoảng tầm 14 15. Đấy. Em xuất Âu này, EU này, Sika này, Made in Italia. Rất đẹp luôn, rất là điểm chân bơm keo dây. Số lượng em cũng không còn nhiều, vài chục đôi thôi, nhưng mà lô này khoảng lô cũng khá to rồi. Vì nói thì một lô loa gần như phải săn hàng mới được lô loa to này. Thì ra nguyên bản nó em quay ban ngày để cho bác nhìn. Đây bé bé nghiêng lên cho anh với này. Thiết kế thùng cân có học nắm đây nhá bác nhá. Thỉnh thoảng có một số con sẽ bị thiếu mất một hai con ốc này, có nguyên nhân nó là sẽ bị đặt treo tin loa bác, treo tin loa, treo dây này. Thì khi tháo ra thì bị thiếu mất một hoặc hai con thì đa số em thấy là thiếu mất một hai con, một cái loa thì thường thiếu mất hai con ốc. Cái bát sao? Logo xay không? Logo không xay à? Xay ngân hậu cái nào? Ống thoát hơi phía trước bác nhá. Đây này. Ống thoát hơi là hai vắt chéo, hai gách hai bên cạnh ở phía trước. Model có LK 101203. Và độ chở 8 ohm. Dài từ 40 đến 20 kHz. Đấy, độ nhạy 99.5 dB. Công suất là 600W. Đấy. Để lấy được cặp loa này các bác đánh cho em muốn đẩy tầm độ khoảng 600 đến 800W con nhá. 600 đến 800W là ok rồi nhá. Chúng ta tiếng bát nó mềm, thoát tiếng nó hay. Sơn vệ sần rất đẹp luôn. Cái đôi này là em vệ sinh rồi này. Vệ sinh rồi thì bác nhìn, khi hàng vệ sinh rồi thì có nhìn kỹ thì sẽ có thấy một hai vết xước này. Sau cái vết xước em mài nhẹ đi thôi, em xịt sơn này đấy. Vệ sinh rồi, nghe em lô này em vệ sinh từ trước rồi. Bây giờ các mua là gọi đặt phát là em bán thôi, để em gửi thôi, kiểm tra hết rồi, đẹp xuất sắc hết cả lô. Đấy. Thì thông báo anh em trên kênh, anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị video nhá. Thì còn giải âm, test phần nhạc và cũng như là phần lời ca thì em đã test ngay từ đầu video rồi. Em có nhu cầu thì liên hệ em. Và mức giá xin nhắc lại là 9 triệu đồng trên một đôi nhá. Đấy, các bác ở gần mà gửi xe đò này em hỗ trợ bao ship, còn gửi điện thì hỗ trợ em thêm một chút tiền để cấp vận chuyển nhá. Và xin là anh chào các bác nhá.